Xin chào các bạn, hôm nay tiếp tục chuỗi những bài chia sẻ về ung thư thì bác sĩ và các bạn hôm nay sẽ cùng tìm hiểu với một câu chuyện cũng khá là quen thuộc trong ung thư. Tuy nhiên thì cho đến thời điểm hiện tại thì rất là nhiều bác sĩ lâm sàng bỏ qua vấn đề này, đó là vấn đề dinh dưỡng trong ung thư. Thực ra khi nói vấn đề dinh dưỡng trong ung thư thì nó không còn là một câu chuyện gì đó nó xa lạ nữa, bởi vì ai cũng biết rồi, từ trong dân gian là có câu là có thực mới vượt được đạo, và trong điều trị bệnh thì việc đảm bảo dinh dưỡng cho bệnh nhân là vô cùng quan trọng để giúp bệnh nhân có đầy đủ sức khỏe cũng như là tinh thần để mà chống chọi lại bệnh tật và đặc biệt là bệnh ung thư. Như vậy thì tại sao mà vấn đề dinh dưỡng với bệnh nhân ung thư nó vẫn chưa được quan tâm nhiều? Thứ nhất là bởi vì bệnh nhân ung thư họ có những cái nỗi lo nhất định và đặc biệt là họ chú trọng quá nhiều vào bệnh tật của họ hơn là vấn đề ăn uống. Thứ hai là các bác sĩ lâm sàng hiện tại một phần là quá tải về số lượng bệnh nhân, như các bạn đã biết số lượng bệnh nhân ung thư thì ngày càng tăng, đặc biệt là ở những bệnh viện tuyến cuối như bệnh viện K, bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh thì đã thấy rất là nhiều bệnh nhân phải chờ đợi. Hai là so với phương pháp điều trị thì dinh dưỡng vẫn chưa được đánh giá cao sau khi bác sĩ đã tìm ra cái phương pháp điều trị chính thống của bệnh nhân ung thư. Thế thì dinh dưỡng của bệnh nhân ung thư nó quan trọng như thế nào? 80% bệnh nhân ung thư tử vong do trạng thái suy mồ suy kiệt, hay cụ thể hơn là trạng thái thiếu dinh dưỡng hơn là cái bệnh chính của ung thư. Và thực tế là và số lượng bệnh nhân bị suy mòn suy kiệt thường gặp rất là nhiều trong các loại ung thư khác nhau. Vậy thì lý do gì mà để khiến bệnh nhân dễ bị suy mòn suy kiệt như vậy? Thực ra là cái vấn đề này nó đến từ ba yếu tố rất là khách quan. Thứ nhất là về chính cái mặt bệnh ung thư mà bệnh nhân mắc phải. Hai là đến từ chính bệnh nhân, và cuối cùng là đến từ phương pháp trị liệu. Thì chúng ta sẽ đi vào từng cái vấn đề cụ thể. Đầu tiên là vấn đề về mặt bệnh ung thư mà bệnh nhân mắc phải. Như các bạn đã biết rồi, bản thân khối u á, nó tiết ra những cái chất khác nhau, điển hình như là yếu tố tăng sinh mạch, điển hình như là những cái cytokine, sẽ yếu tố tăng sinh mạch sẽ làm cho phát triển những cái mạch máu nhỏ đến vị trí khối u và lấy đi một phần nào dinh dưỡng cho cơ thể. Các cái cytokine mà khối u tiết ra làm tăng chuyển hóa và nó làm giảm đi cái cảm giác ngon miệng của bệnh nhân. Cái đó là vấn đề về khối u. Ngoài ra thì khối u ở những cái vị trí quá đặc trưng, ví dụ như là vị trí thực quản, ví dụ như là vị trí dạ dày, ví dụ như là vị trí đại trực tràng, thì nó cũng khiến cho bệnh nhân khó khăn trong cái ăn uống. Vị trí thực quản là bệnh nhân nuốt nghẹn, vị trí dạ dày là bệnh nhân đầy hơi không tiêu, vị trí đại trực tràng là bệnh nhân khó đi ngoài. Những cái điều này là làm cho bệnh nhân hạn chế ăn uống. Ngoài ra thì nếu khối u ở những cái vị trí ngoài ống tiêu hóa nhưng mà lại ở những không gian chật hẹp, ví dụ như là khối u trung thất nó đè đẩy thực quản, khối u ở gan nó đè đẩy vào dạ dày hay tụy, thì thực ra là cũng khiến cho bệnh nhân kém ăn uống đi rất là nhiều. Đó là vấn đề về khối u. Thứ hai là vấn đề về bệnh nhân. Bệnh nhân thì có hai vấn đề lớn. Thứ nhất là về cái khủng hoảng tâm lý của bệnh nhân. Ai cũng vậy thôi, còn mình nghĩ là đại đa phần các bệnh nhân, hoặc là điển hình là đại đa phần các bệnh nhân của mình đều rơi vào cái trạng thái suy sụp và họ khủng hoảng về tinh thần rất là nhiều. Cho nên là điều đó khiến họ chán nản và ăn uống. Thứ hai nữa là cái trạng thái chán nản đấy nó không chỉ là nó làm cho bệnh nhân kém ăn mà nó còn làm cho bệnh nhân đôi khi không hợp tác điều trị. Có nghĩa là bệnh nhân lo lắng về căn bệnh của mình sẽ hao tốn tài chính của gia đình cũng như là cái khả năng điều trị cũng như là gánh nặng của bệnh nhân mà cả gia đình bệnh nhân và những người họ hàng xung quanh nó phải gánh phải. Cái đó là vấn đề về tâm lý. Thứ hai là những cái căn bệnh tiềm căn của chính bệnh nhân. Ví dụ như là những cái bệnh nhân ung thư trên nền một cái bệnh nhân đái tháo đường hay là một cái nền bệnh nhân bị gút, thì thực ra là cái việc mà dinh dưỡng nó cũng rất là khó khăn. Bệnh nhân còn phải kiêng khem rất là nhiều và nó hạn chế những cái thức ăn mà bệnh nhân có thể ăn được. Điều đó cũng gián tiếp nó làm góp phần giảm đi cái dinh dưỡng của bệnh nhân. Và cuối cùng là đến từ phương pháp điều trị. Như các bạn đã biết á, thì điều trị trong ung thư nó có 5 phương pháp điều trị chính, nhưng mà mình tạm thời được chia là phương pháp điều trị toàn thân và phương pháp điều trị tại chỗ. Đối với phương pháp điều trị tại chỗ thì có phẫu trị và xạ trị. Về xạ trị thì cái tác dụng phụ chủ yếu của bệnh nhân là nó ảnh hưởng lên da và niêm mạc. Nếu đặc biệt là những bệnh nhân xạ trị đầu cổ thì người ta sẽ thấy được rằng là bệnh nhân bị loét da ở cái vùng đầu cổ rất là nhiều. Những bệnh nhân xạ trị vòm và thanh quản hạ họng thì nó cũng rất là dễ bị viêm cái niêm mạc vùng vòm và thanh quản hạ họng lan xuống thực quản. Cái điều đó cũng rất là khiến cho bệnh nhân khó khăn trong công tác ăn uống. Thứ hai là hóa trị. Như mình đã chia sẻ về cái video trước thì cái tác dụng không mong muốn lớn nhất của hóa trị là nôn và buồn nôn. Cái tác dụng phụ này nó mạnh đến mức mà đôi khi bệnh nhân không thể ăn được, bởi vì là cái tác dụng nôn và buồn nôn mình nó kéo dài từ trước, trong và cả sau khi bệnh nhân được hóa trị. Điều đó cũng khiến cho bệnh nhân cũng không thể ăn uống được. Như vậy thì là ba cái yếu tố này
về mặt bệnh, về bệnh nhân và về phương pháp điều trị nó có khắc phục được hay không. Nếu như về mặt bệnh thì thực ra là mình cũng đã biết rằng là nó khó khắc phục được, bởi vì là cái mặt bệnh này nó phải phụ thuộc rất nhiều vào phương pháp điều trị, và nó cải thiện là do phương pháp điều trị nó có đáp ứng hay không đáp ứng. Thì cái yếu tố này thì mình xin phép sẽ không bàn nhiều ở đây. Hai cái yếu tố lớn nhất mà một người nhà bệnh nhân hoàn toàn có thể cải thiện được là cái yếu tố về bệnh nhân và yếu tố về phương pháp điều trị. Đối với bệnh nhân thì bệnh nhân phải giữ vững được một cái tâm lý thực sự là vững vàng điều trị ung thư. Bởi vì như mình chia sẻ đầu video là có thực thì mới vượt được đạo, có nghĩa là phải có cái dinh dưỡng đầy đủ thì bệnh nhân mới có được đầy đủ sức khỏe để mà chiến đấu với bệnh tật. Bởi vì khi mà bệnh nhân kém dinh dưỡng thì nó có bốn vấn đề lớn. Thứ nhất là bệnh nhân kém nó mất điều trị, thứ hai là tăng tác dụng phụ, thứ ba là kéo dài thời gian nằm viện, và cuối cùng mới là giảm cái hiệu quả tổng trạng điều trị của bệnh nhân. Như vậy thì nó rất là không tốt với bệnh nhân, thì bệnh nhân phải có một cái tinh thần cực kỳ lạc quan để mà điều trị với lại bác sĩ, và bản thân gia đình cũng phải sát cánh đồng hành cùng bệnh nhân, bởi vì cuộc chiến với ung thư nó không phải là một chiến đơn độc, không phải chỉ có bệnh nhân và bác sĩ trong cuộc, mà kể cả người nhà cũng phải cố gắng hết sức đồng hành với bệnh nhân để bệnh nhân tin tưởng, có vững tâm lý đi vượt qua. Thứ hai là bệnh nhân phải kiểm soát được thật tốt những cái bệnh tiền căn của mình, ví dụ như là bệnh tăng huyết áp, như bệnh đái tháo đường, ví dụ như là gút hay là các rối loạn chuyển hóa khác, vì đây là một cái nấc thang rất quan trọng trong điều trị bệnh nhân, trong điều trị ung thư. Chỉ khi nào bệnh nhân kiểm soát được những cái yếu tố nguy cơ mà điển hình là những cái bệnh nền tiền căn, thì cái phương pháp điều trị ung thư tiếp theo nó mới đạt được cái hiệu quả cao nhất. Cái đó là vấn đề về bệnh nhân. Thứ hai là vấn đề về phương pháp điều trị. Thì đối với pháp điều trị thì chính người bác sĩ ung thư phải có vai trò rất lớn. Thứ nhất là lựa chọn những cái phương pháp điều trị phù hợp. Thứ hai là phải cảnh báo bệnh nhân những cái tác dụng phụ không mong muốn có thể xảy ra trước, trong và sau quá trình điều trị. Và cuối cùng là phải có những cái biện pháp can thiệp kịp thời với những tác dụng không mong muốn để tránh cho bệnh nhân lo lắng cũng như là hoang mang, từ đó là bệnh nhân không thể ăn uống được. Ví dụ như là với xạ trị thì phải có biện pháp bôi những cái thuốc tăng sinh niêm mạc. Ví dụ như là bệnh nhân bị loét vùng miệng thì phải hướng dẫn cho bệnh nhân vệ sinh răng miệng cũng như là những cái phương pháp điều trị khác như là ngậm đá trà xanh. Ví dụ như là bệnh nhân buồn nôn thì phải có ngay cái biện pháp chống nôn với bệnh nhân để bảo đảm được nguồn dinh dưỡng cho bệnh nhân. Cái đó là mình nói về cái vấn đề về phương pháp điều trị. Một cái vấn đề tiếp theo mà mình muốn rất muốn bàn luận ở đây đó là những cái quan điểm khá là sai lầm về dinh dưỡng ung thư. Nói về cái quan điểm sai lầm về dinh dưỡng ung thư đó, thì chúng ta sẽ có hai cái mảng lớn hay là hai cái vấn đề nổi cộm. Thứ nhất đó là vấn đề về thực dưỡng. Thì thực ra là đây là một cái vấn đề mà vẫn chưa có một cái tài liệu chính thống nào chứng minh rằng là thực dưỡng nó có thực sự hiệu quả với bệnh nhân ung thư, hay không, muốn nói là hầu hết những cái tài liệu khoa học chính thống nó đều chống lại cái quan niệm về thực dưỡng ung thư. Về vấn đề này thì bệnh nhân cần phải thực sự tỉnh táo và phải biết được rất là rõ rằng là phải có dinh dưỡng đầy đủ thì mình mới có cơ hội chiến thắng ung thư. Cái vấn đề thứ hai là vấn đề về thịt đỏ và đường. Bác sĩ tin rằng là các bệnh nhân đã có nghe rất nhiều về cái vấn đề về ăn thịt đỏ và dùng đường là có khả năng tăng nguy cơ hay là nuôi tế bào ung thư nhiều hơn. Thì bác sĩ chia sẻ cái góc nhìn của một cái ung thư như thế này. Thứ nhất đó, là đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có một cái tài liệu chính thống nào chứng minh được rằng đường hay là thịt đỏ nhiều thì nó sẽ gây ra hoặc là nó sẽ tăng nguy cơ ung thư. Điều thứ hai là trong cơ thể á, thì cái nguồn dinh dưỡng nó sẽ được phân chia đến các tế bào ung thư cũng như là đến các tế bào bình thường. Có nghĩa là các tế bào ung thư phát triển thì các tế bào bình thường cũng phát triển. Đây là cái cuộc cạnh tranh dinh dưỡng giữa tế bào bình thường và tế bào ung thư. Cho nên là để mà nói là đường và thịt đỏ nó gia tăng nguy cơ bị ung thư á, thì mình nhấn mạnh lại một lần nữa là vẫn chưa có một cái tài liệu chính thống nào xác minh được cái vấn đề này. Và cuối cùng á, là mình muốn nói về cái nguồn dinh dưỡng của bệnh nhân ung thư như thế nào. Hiện tại á, với bệnh nhân ung thư thì có ba cái đường dinh dưỡng chủ yếu. Thứ nhất là ăn đường miệng, dĩ nhiên rồi, đây là con đường tốt nhất. Thứ hai là dinh dưỡng đường tĩnh mạch với bệnh nhân mà không thể ăn uống được, ví dụ bệnh nhân thở máy, ví dụ như là bệnh nhân bị những cái khối u ở vùng hạ hầu nó quá to, nó choáng chỗ, như là ca lợi hàm, là ca lưỡi, là ca sàn miệng, là thì bắt buộc phải dinh dưỡng đường tĩnh mạch. Và cuối cùng là các đường ống thông, ví dụ như là thông dạ dày, ví dụ là ở trong cổng tràng, thì cái vấn đề này là hay gặp ở ung thực quản. Khi mà bệnh khối u thực quản nó tràn ép cả cái thực quản thì mình phải mở thông để mình có thể dinh dưỡng được. Thì tất nhiên là chúng ta phải hết sức ưu tiên ăn đường miệng,
Ngoài ra thì việc bổ sung dinh dưỡng đường tĩnh mạch cũng như là đường ống sông thì vô cùng cần thiết. Cái việc mà khiến cho bệnh nhân ung thư chán ăn á, nó đến rất là nhiều từ cái thực đơn nó quá là đơn điệu. Thì cái việc mà thay đổi thực đơn thường xuyên cũng như là động viên tinh thần của bệnh nhân là vô cùng quan trọng. À, một ngày á, thì mình mới cho bệnh nhân ung thư ăn từ 4 đến 6 lần tùy theo thức ăn của bệnh nhân. Tuy nhiên á, thì là cũng phải thay đổi thực đơn một cách thường xuyên, không phải lúc nào cũng dùng một loại thức ăn cũng như là một cái kiểu nấu ăn cho bệnh nhân, mà mình đa dạng về cái nguồn dinh dưỡng thì cũng rất là quan trọng cho bệnh nhân ung thư. Thì trên đây là toàn bộ phần chia sẻ của bác sĩ dưới góc nhìn của một bác sĩ ung thư về vấn đề dinh dưỡng của bệnh nhân. Hy vọng rằng là cái video này có thể giúp các bạn có cái góc nhìn khách quan cũng như là đánh giá khá là đúng đắn về cái tầm quan trọng dinh dưỡng với bệnh nhân ung thư. Xin cảm ơn các bạn đã đồng hành với bác sĩ trong các video. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Nhớ theo dõi và subscribe kênh bác sĩ các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.